À, thưa chú ạ, có một câu hỏi của một bạn đã học lớp 3 rồi ạ. Thưa chú, con thật sự chưa thấy rõ luồng khí ấm nóng như mọi người. Nhưng nếu nhắm mắt thì con thấy dễ hình dung hơn, nhưng mà lại không đúng với công thức, nên con cứ bị vướng mắc ở chỗ đó. Bây giờ chú đã nói với anh chị em nha, chú đã hướng dẫn cho anh chị em một cái kỹ thuật để chính anh chị em làm chủ cái thể xác mình, làm chủ cái não bộ của mình thì anh chị em mới giỏi được chứ. Bây giờ anh chị em cứ bị những cái tư tưởng, những cái làn sóng khác nó cứ chi phối mình hoài. Bây giờ mình muốn làm điều thiện lành, mình muốn làm điều đầy đủ phẩm chất đạo đức để mình được một cái vốn liếng phước báo nhiều, mà cứ bị cản trở hoài, cũng như là bị những cái tư tưởng, những cái năng lượng khác đó. Cũng như bây giờ trong cái cuộc sống của chúng ta đó, có hàng tỷ cái cuộc điện thoại nó gọi đi gọi đến gọi lui, nó xuyên không gian thời gian trong cái quả địa cầu mình, hàng tỷ cuộc điện thoại. Mà bây giờ chúng ta có 7 8 tỷ người, 8 tỷ cái tư tưởng nó xuyên qua xuyên lại, nó đi cũng giống như cái mạng nhện vậy. Bây giờ chúng ta, nếu mà tư tưởng chúng ta yếu á, cái năng lượng mình yếu đó, thì mình sẽ vướng vào những cái mạng nhện, mạng lưới đó, cũng như là cái làn sóng đó đó, mình sẽ vướng vào đó. Và khi mình vướng vào cái vấn đề đó thì mình sẽ bị cái năng lượng nó lôi cuốn mình đi vào cái lĩnh vực khác mà mình không tự chủ được. Vì vậy, để mà chúng ta trở thành một con người có đầy đủ những cái bản năng để mình có thể tự chủ được, mình biết cái gì là tích cực, cái gì là tiêu cực, mình biết được cái gì là đạo đức và mình biết cái gì là nó không đạo đức, để mình tránh một cách khôn ngoan nhất. Không khéo á, mình lại vướng vào những cái lĩnh vực đó, rồi cái mình bị cuốn vào cái lĩnh vực đó, không như một cơn xoáy á, đưa mình vào đó là mình không biết đường lối thoát. Cũng như bây giờ anh chị em thanh niên, bây giờ chúng ta năng lực không cấm anh chị em bất cứ điều gì, nhưng mà bây giờ mình đi xã giao, mình ra mình ăn nhậu đi, nhưng mà ăn nhậu chừng mức, chứ không phải ăn nhậu mà trác táng ăn nhậu rồi đó là không biết đường về, ăn nhậu là uống rồi đó là nó đủ thứ cái chuyện là xót xa đó, nó không còn là một một con người mà đầy đủ cái sự mà gọi là kỷ cương đó. Chú đã từng từng gặp những chuyện đó, và chú trong những bàn tiệc chú cũng gặp những trường hợp đó, mà chú hồi xưa cũng bị lôi cuốn vào vấn đề đó nữa. Thành ra chú biết rất rõ trong cái lĩnh vực mà cái cuộc sống của mình. Thành ra chú hướng dẫn cho anh chị em để trở thành một con người thật sự là một con người, và anh chị em có quyền, có điều kiện để anh chị em tự chủ, anh chị em trên mọi phương hướng. Bây giờ mình đi học, mình chưa thì hết ra người ta kêu mình làm sai trái, đánh nó vài ba câu, người ta gạt mình, cái mình đi theo người ta mình không hiểu, rồi cái mình đi ra cái mình làm cái việc, cái ta kêu mình làm những việc việc là không đúng với cái luật lệ xã hội, mình cũng đi làm theo. Anh chị em thấy không, khổ không? Rồi cái phải về trễ rồi. Mà học giỏi thì học, cho giỏi thì không chịu học. Cái kỹ thuật của chú là muốn anh chị em phải vượt lên những cái trình độ cao hơn. Thí dụ bây giờ anh chị em học trung học, rồi bây giờ anh chị em sẵn sàng lên đại học, mà anh chị em học trung học học hoài không muốn lên, cứ bài thi là rớt, bài thi là rớt, thì làm sao giỏi được? Muốn giỏi là phải biết mình như thế nào, và mình phải có một chút bản lãnh để mình nhận định được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì có lợi và cái gì không có lợi, để mình tránh một cách gọi là khôn ngoan nhất. Chứ không phải nói, người ta nói cái này, ta nói này không đúng, anh chị em rấn đầu lên, anh chị em cãi, là nó cãi cãi ngồi quýnh lộn luôn, thì đâu có hay đâu, phải không? Được rồi, anh nói cái này đúng, nhưng mà tôi có chút xíu thông minh, tôi thấy đúng của anh nhưng mà nó không có lợi, thành ra tôi cảm ơn anh, tôi không thể nào hợp tác với anh được. Đó là cái khung, một cái khung gọi là tối thiểu mà mình có thể tự chủ mình được đó. Chứ không khéo mình đang ngon lành đây đây, cái tự nhiên tao nói dài ba câu mình dẫn mình đi mất tiêu, rồi cái anh cho nó ủa phải về thì đã trễ rồi, phải không? Thành ra cái kỹ thuật của chú hướng dẫn cho anh chị em, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng này hết, nhưng mà chúng ta phải có cái khả năng để chúng ta tự chủ. Vì vậy khi anh chị em bước vào năng lực gốc, là chú nói với anh chị em đó, là phải mở mắt để tập, nhưng mà mình thấy mọi sự việc xung quanh hết, nhưng mà cái tư tưởng mình làm chủ cái thể xác của mình, không để cái tư tưởng nào cuốn anh chị em đi đâu hết được. Nhưng mà sau một phút rồi đã, để cho tôi khỏe mạnh đàng hoàng đã, để đầu óc tôi minh mẫn tinh tấn hả, rồi lúc đó tôi sẽ cùng với anh
giải quyết. Và khi có những sự việc xảy ra, anh chị em làm chủ bản thân mình, anh chị em minh định đúng sai, lợi lạc và tổn thương, chúng ta tránh nó dễ dàng. Thành ra chúc khuyên chị em đó, mặc dù anh chị em có thể là học những cái kỹ thuật khác, anh chị em cảm thấy nó khó, nhưng mà anh chị em nghe lời Chúa đi, cải thiện từng bước. Khi lớp 1 anh chị em làm gì, lớp 2 làm gì, và lớp 3 anh chị em làm gì, rồi anh chị em mới lên lớp 4 mới giỏi được. Như thế không khéo à, anh chị em thấy không? Một số anh chị em học lớp 3, lớp 4 rồi cái bị mấy người mà khi mà không có học á, nói vài ba câu vẫn đi mất tiêu. Nói cái này nguy hiểm lắm nha, học cái này coi chừng bị khùng khùng điên điên lắm nha. Nhưng mà chính bản thân mình trải nghiệm những cái lợi ích rồi, có nghe người ta nói ủa điên hả, sợ quá cái rút lui, rồi cái tưởng sao vài ba tháng ra ngoài kia cái bệnh là cái chạy vô đây mà chú Phúc ơi còn lỡ rồi, còn lỡ nghe anh kia anh chủ anh nói học cái này nguy hiểm quá, mới đọc nghe nó nguy hiểm con sợ liền, cái con ngừng lại liền. Cái mà có thấy con ngừng lại không phải đi uống thuốc, cái con nói ủa sao kỳ vậy ta, người ta nói đúng mà tại sao mà bây giờ con la thì con lại thấy con giống như hồi xưa. À, thành ra anh chị em cứ nhảy tới nhảy lui, cái đầu óc anh chị em không có định hướng rõ ràng, và anh chị em không có minh định, không hiểu được mình đã có một cái sự khôn ngoan để mình đã chạm vào rồi, mình đã thực nghiệm, mình đã trải nghiệm, mình đã có kết quả rồi, nhưng mà một người không có học gì hết lại nói vài câu thôi. Tôi nghe nói người này học nguy hiểm lắm á, anh đừng học nữa nha, anh đừng tập nữa nha, cái nghe nó nguy hiểm cái sợ liền, sợ cái như là rút ra không tập nữa. Là thứ sao bệnh quá đó, gọi chú cũng thường lắm, thôi chú ơi con học lớp 3 rồi, con học lớp 4 rồi, bây giờ chú làm ơn chú kích hoạt lại cho con để cho con tập tiếp. Thì giờ chú gặp anh chị em mà học rồi nói chú phải giúp thôi chứ sao giờ. Cái chuyện chú giúp là chuyện bình thường, nhưng mà anh chị em bị thiệt thòi trong cái thời gian đó đó. Thành ra anh chị em nhớ cẩn thận giùm chú nha. Mình học để mà mình phát huy, mình khôn ngoan, mình có đủ sự nhận thức minh định rõ ràng trên cái hành trình của mình phải làm sao và trong tương lai phải như thế nào. Đó thì anh chị em phải nhớ giùm chú. Còn nếu anh chị em không thì anh chị em phải tập nữa đi. Tập nữa chừng nào cho được thôi.